Bản tin Thiên Long đã quay trở lại cùng Muội điểm qua những tin hot có trong tháng 5 này nhé. Trước hết hãy cùng Muội điểm lại những tin chính có trong tháng 4 vừa qua. Giải đấu quần long tranh bá đã tìm được ngôi vô địch và nhận được những chiếc cúp độc quyền đến từ nhà phát hành. Giải đấu solo Thiên Long tranh hùng tại F132 và F133 cũng đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Và sắp tới đây thì giải đấu Thiên Long tranh hùng sẽ được nâng cấp lên cơ chế 3v3 cực kỳ hấp dẫn. Trong tháng 4 vừa qua, ban điều hành cũng đã ghi nhận hơn 40 lượt đăng ký và hoàn tất hỗ trợ giải đấu tại các server. Nếu các anh chị chưa kịp tham gia giải đấu lúc này thì cũng đừng lo lắng, tại vì trong tương lai thì ban điều hành cũng sẽ cố gắng tổ chức những cái chương trình hỗ trợ khác dành tặng cho các anh chị đam mê BK. Tháng năm này sẽ diễn ra sự kiện in-game vô cùng đặc biệt. Đại tiệc thời trang đã quay trở lại với những bộ cánh cực kỳ hiếm và lần đầu tiên được bày bán tại cửa hàng. Hoan Tỷ đã sẵn sàng chào đón đại tiệc cosplay sẽ đổ bộ vào nhà Tân Thiên Long Mobile trong tháng 5 này cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Vẫn còn rất nhiều sự kiện hấp dẫn khác, Hoan Tỷ đừng quên theo dõi tại fanpage Tân Thiên Long Mobile VNG để cập nhật những thông tin mới nhất từ các hoạt động tháng 5 nha. Tân Thiên Long Mobile VNG, tuyệt tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.